Thưa quý vị, để trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, cần sự động viên và giúp đỡ rất lớn từ phía cha mẹ và gia đình. Ngoài chú trọng đến việc học của trẻ, định hướng cho các em cách giải trí thông qua các hoạt động thể thao cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn. Nhất là trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, nhiều trẻ em trở nên thụ động do các thiết bị điện tử. Đây là buổi tập bóng bàn của hai chị em Trương Vũ Ái Như và Trương Vũ Ái Nhiên. Đối với Ái Như, bóng bàn trở thành niềm đam mê của em. Qua hơn 5 năm luyện tập, 6 tiếng mỗi ngày vào mùa hè, em đã có thể thi đấu tại các giải lớn nhỏ và trở thành một cây bóng bàn tài năng của đội tuyển năng khiếu bóng bàn tỉnh Lâm Đồng và là một trong những vận động viên của thành phố Đà Lạt được chọn tham dự Festival Thiếu Nhi tại Khánh Hòa. Em rất là thích môn này. Sau này thì đủ thì em sẽ hướng tới môn này nhiều hơn, không bị ảnh hưởng thời gian học. Vô năm thì em học sáng rồi tập chiều, hoặc là học chiều thì tập sáng. Em Trương Vũ Ái Nhiên cũng theo chân hai chị gái của mình tập bóng bàn, đến nay đã gần 3 năm. Với môn thể thao này, em trở nên tự tin, năng động và tự lập hơn trong cuộc sống. Dạ, em tập bóng bàn từ hè năm lên lớp 1. Lúc đầu vô thì khó, nhưng mà lúc sau thì em cũng thấy rất là dễ. Được gia đình động viên và định hướng, Ái Như, Ái Nhiên và chị cả Trương Vũ Ái Nhi hiện là sinh viên trường Đại học Đà Lạt, đến với môn thể thao từ khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh việc chỉ dẫn các em đến môi trường phát triển lành mạnh, phụ huynh cũng phải dành nhiều thời gian với các em trong những ngày đầu luyện tập và kiên nhẫn đưa đón, giúp các em vượt qua khó khăn. Hai em được cái là về có một trong sinh ra trong cái gia đình là ham mê thể thao. Nói chung là về người bố và người mẹ rất là tâm huyết để tạo điều kiện cho các em được ăn tập và theo đuổi cái ham mê của các em. Còn anh rất là quý và trân trọng cái thời gian cũng như công sức của một người bố như vậy. Luôn luôn cả trời mưa trời nắng thì chở các cháu đi tập ngày hai buổi rất là đều. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe thông qua hoạt động thể thao, gia đình này còn giáo dục con cái về tình yêu thương và trách nhiệm đối với mọi người thông qua sinh hoạt của gia đình. Với anh Trương Hữu Nam Thành, truyền cảm hứng cho con bằng hoạt động thể thao từ chính mình, không đặt nặng giải thưởng, huy chương, mà đơn giản, đây chính là bài học về giá trị của lao động chân chính khi các em đã đổ mồ hôi và công sức để làm nên những thành tích. Tôi cũng là chơi thể thao, nhưng tôi thấy là cái bóng bàn thì nó lại thích hợp với các cháu nhà của tôi hơn. Chị nó chơi được thì bắt đầu mấy đứa em cứ thấy như vậy thì nó cứ tiếp theo thì nó chơi. Cái thứ hai, ngoài cái học ra mà cơ thể không khỏe mạnh thì cũng không được. Theo tôi là thấy không được. Nên tôi hướng các cháu chơi thể thao để sau này khi mà các cháu ra ngoài đời, ngoài cái việc các cháu làm việc, sau những giờ rảnh các cháu có một cái môn để các cháu tập khỏi cho có sức khỏe. Mái ấm gia đình, không khí gia đình đã tạo nên niềm tin và nâng bước cho Ái Nhi, Ái Như, Ái Nhiên trưởng thành và phát triển một cách toàn diện, trở thành những người con ngoan, trò giỏi là niềm tự hào của một gia đình thể thao. Và cũng như ở bất cứ gia đình nào, lắng nghe, quan tâm con trẻ, từ đó định hướng cho các em trưởng thành, giúp các em vững bước vào đời là trách nhiệm lớn lao của các bậc phụ huynh. Còn cậu em Văn Thiên Tường năm nay tập trung thi tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và luyện tiếp để năm sau thi xét tuyển vào đại học ngành y.